Rồi, cái này là bằng video. Này em bán xác cho thợ, không có xài được. Này của Sharp nè, V8 gì nè. Này đang kim điện 22 á. Bỏ con bằng vô nó nhận xong nó nhả kìa. Thì thử thì nó vẫn còn lên điện. Vẫn nhận băng bình thường mà vẫn nhận xong nhả. Ở đây không biết sửa chữa nha. Bán xác thôi. Cái này là cái mặt nó nằm mặt trên đó, nên không coi được cái đầu từ nó sao á. Này đi 22. Mặt thấy chưa có dấu hàng lại nha. Với lại còn 20. Mà bán đồ cũ nha. Này mắt như cái bằng. Dạ cảm ơn.